Giới thiệu với các bạn, đây là hạt giống ngô ngọt lấy một Golden Coast của công ty hai mũi tên đó. Đặt tên giống, cây sinh đường khỉ, vị trí đông bắc thấp, ít độ ngã, thu hoạch từ 66 đến 68 ngày sau gieo. Lá bi xanh, trái to, trọng lượng trung bình từ 500 đến 550 gram một trái. Hạt đại cùi, tặng hàng, chất lượng ăn ngon, mềm và ngọt. Thích hợp ăn tươi hoặc chế biến. Lượng giống trung bình từ 5 đến 6 kg trên 1 hecta. Công kích trồng 75 x 25 cm. Để tỷ lệ nảy mầm tốt hơn, tốt nhất là gieo khô. Độ nảy mầm trên 80%. Đây là mặt trước bao bì. Rồi sau bao bì có thông tin về xuất xứ và nhà hàng sử dụng. Đặt giống và liên hệ số điện thoại trên màn hình.